Chào các em. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau giải một bài tập do bạn Nguyễn Khánh Huyền đăng trên trang uh, Zalo, trang Zalo của chúng ta uh, với tiêu đề là vui học tiếng Nga. Nếu như các bạn quan tâm đến tiếng Nga, yêu mến tiếng Nga và muốn uh, cùng nhau chia sẻ những cái dữ liệu về tiếng Nga hoặc là hỏi uh, kinh nghiệm, kiến thức về tiếng Nga thì các bạn sẽ tham gia vào nhóm Zalo vui học tiếng Nga, tương tự như trang Facebook vui học tiếng Nga hoặc là À, vào trang YouTube đều cùng tên vui học tiếng nga mời các em sẽ xem câu thứ nhất đầu tiên để chúng ta có thể là làm được cái bài tập này kinh nghiệm thì chúng ta nên xem đọc nhanh qua một chút bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đọc nhé Сейчас купить книгу легко. Bây giờ mua sách thì rất là dễ. Сейчас купить книгу легко. Tức là mua sách rất là dễ. Книжные магазины большие красивые các cửa hàng sách đều to lớn và rất đẹp. Vui mua gì à mua cái gì ở đây? Người ta cho các động từ ở đây. À, detective vui, classical, no kỳ starry kỳ Có thể mua mua những cái gì đó thì đây có rồi chúng ta không quan tâm nữa. Nói chung là mua sách mua vở mua cái gì đó. Adina Mekanis kupil vừa Moscow viết kỳ nhiều. Một anh chàng người Mỹ mua một cuốn sách ở Moscow. Etu, à, on is on iskal vamirke inasul etu là câu 34 là cái quyển sách này y nói là cái quyển sách này anh ta mua ở Mỹ và không tìm thấy etu kinh nghi gan anh lisk mizuki in pisa nhiều amerikanski pisa à cái câu này không đòi hỏi cái gì cả cho nên chúng ta bỏ qua luôn В rasi kharoshem kinh nghi magazin nhé vui ở nước nga ở trong một cửa hàng sách uh, loại tốt cửa hàng sách tốt có cửa hàng sách nhỏ cửa hàng sách lớn kiểu thế vui mua cho copit что хотите tạc các bạn có thể mua à, đây là câu 35 à, với cái đại từ xác định là đại từ đó và Russia như сейчас chỉ tay như mà nổ ở nước nga bây giờ người ta không đọc nhiều các 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 như như là trước đây nó chỉ tay nhưng mà người ta vẫn có đọc молодые люди находят книги в интернете, những bạn uh, trẻ tuổi thì tìm thấy sách ở trong internet, люди постарше любят обычные, những người uh, có tuổi thì lại thích những cái cuốn sách, ở đây là uh, chắc chắn là cuốn sách giấy rồi, uh, đối với lại với sách điện tử. Вы берете книгу, открываете ее, путешествуете на Чалос. Và các bạn uh, cầm sách vân vân cái câu này nó không có liên quan tức là không có phải đặt câu cho nên là chúng ta bỏ qua nó luôn đó à, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau à, làm câu số 33 câu số 33 của chúng ta ở đây à, cái quan trọng nhất đối với các em ở trong này người ta cho các định dạng kupiche kupili và kupach và cupali. chúng ta xác định ở trong này là à, a là dạng chia à, b là dạng chia à, dạng chia quá khứ à, d là dạng chia cũng là quá khứ À, thể chưa hoàn thành đây là quá khứ thể hoàn thành à, thì chúng ta nhìn thấy ở trong cái câu này vui mô rể trẻ sau mô rể trẻ thì dứt khoát là phải để uh, nguyên thể như vậy trong ba cái câu này chỉ có một định dạng nguyên thể thôi cho nên là chúng ta sẽ mệnh dạng chọn đúng cái định dạng nguyên thể đó đó định dạng c à như vậy ở đây bạn làm ở đây là sai à, bây giờ chúng ta xem câu 34 à, nếu mà có e tu thì có nghĩa là ở cách 4 mà cách 4 là số ít À thì cho nên là cách bốn số ít thì nó mới là etu vậy thì ở đây chúng ta nhìn thấy đây là à, a thì là cách một. Cờ nhi ghi b là số nhiều. À, c là cách ba hoặc là cách sáu. Thế vậy thì chỉ có đúng một định dạng cách bốn là cờ nhiều. À thế như vậy ở đây chúng ta đã nhìn thấy đó là định dạng đúng của chúng ta, bạn đã chọn đúng. À tiếp theo nào. À, chúng ta xem tiếp câu 35. À, đó. À như vậy cái câu này chúng ta phải đọc cả câu chúng ta mới hiểu được в России в хорошем книжном магазине, чем у кухан, сайт лайк тот, можете купить. Что хотите, chúng ta có tập hợp uh, cố định đó là все À thế vậy thì chúng ta sẽ chọn luôn phương án все что. À tất cả những cái gì mà bạn muốn. Đó. À bởi vì sao? Все là số nhiều, à tự dưng không bao giờ dùng số nhiều. Все vô là cách 2, không bao giờ tự dưng ở cách 2. Xem à, là cách 3, À, không bao giờ ở cách 3 vậy thì nó phải là sure. Bởi vì sao? À, chúng ta xác định là Cupid phải là ở cách 4. Nếu như chúng ta làm phương pháp loại trừ theo cách là à, là ở cách 4 thì chúng ta có servo là cách 2 chúng ta lại bỏ, xem là cách 3 chúng ta lại bỏ. Chỉ còn hai định dạng C và sure. À hai định dạng C có thể ở cách 4 và sure cũng thể ở cách 4. Thế như vậy chúng ta nhớ lại rằng là ở đây là có cái tập uh, uh, có cái liên tử là sure to. À đó. À, đối với bất động vật thì là siêu thế còn xe thì nó phải đi với thông thường nó phải đi với um, một cái giải nghĩa nào đó đằng sau đó à, một cái liên từ giải nghĩa nào đó đằng sau nhưng mà đây là đằng sau nó là sto thì nó sẽ tương tương đương với lại cái à, cái định dạng là siêu bây giờ chúng ta xem câu số 36 mươi à, sáu là gì à, Rassiani, ra, à, chúng ta phải đọc câu này chúng ta mới làm được Rassiani xe như chia tay nhiệt người Nga bây giờ không đọc nhiều không đọc nhiều như như là trước đây thế vậy trước đây chúng ta có từ ran sẽ là trước đây Сейчас à, là bây giờ là không đúng chi là bây giờ cũng không đúng và nassta là như hiện tại là cũng không đúng Vậy thì chỉ còn một phương án duy nhất đó là đó là rằng sẽ đó các ran sẽ À, đó tiếp theo là câu 37 của chúng ta câu 37 thì lưu di pastar sẽ lưu biết gì uh, à, những cái người lớn tuổi hơn thì người ta thích cái cuốn sách thông thường thì chúng ta sẽ uh, uh, lựa chọn những phương án là No những cái người lớn tuổi uh, thích những cái cuốn sách uh, mới thông thường thì cũng không đúng class thì cũng tương tự như là mới cũng không đúng lưu thì cũng không đúng thế và nó chỉ có phương án duy nhất đó là boom mars này vậy thì ở đây chúng ta sẽ chọn phương án là boom mars này bởi vì nó là thông thường abridge này đấy đó có nghĩa là những cái người lớn tuổi hiện nay à, chọn cái phương án là à, sách giấy thông thường đó à thế như vậy vừa rồi chúng ta đã cùng nhau à, làm xong bài tập là à, điền điền vào chỗ trống ở trong đoạn văn à, những cái à, từ mà người ta cho sẵn thông thường về kinh nghiệm để giải những cái bài dạng như thế này thì chúng ta cần phải dùng cái phương pháp loại trừ nếu như các em không hiểu về ý nghĩa thì các em cần phải dùng phương pháp loại trừ đó. À, thế cho nên khi mà muốn dùng phương pháp loại trừ thì các em phải xác định được ví dụ như là cái câu số 1 này. À, nếu mà chúng ta ở đây nhìn thấy có mô thì mozheche bao giờ cũng cộng với infinity tức là cộng với động từ nguyên thể thế vậy trong trường hợp như thế chúng ta sẽ loại trừ những cái phương án mà nó là động từ dạng chia thì lúc đó nó sẽ còn lại duy nhất một cái phương án là à, động từ nguyên thể đó ừ. à, vì vậy thì giáo ra nhắc lại với các em nếu như à, các em còn chưa kịp đăng ký vào kênh youtube vui học tiếng nga các em hãy bấm chọn đăng ký kênh để có thể nhận được những cái bài chữa bài tập này rồi những cái bài video mới này những cái bài học mới này và những cái bài chia sẻ về tiếng Nga mà thầy thường xuyên đăng gần như là hàng ngày ngày nào cũng đăng à, đó trên kênh YouTube vui học tiếng Nga có tới à, hơn 2.600 clip dành cho các bạn à, học tiếng Nga các bạn có thể tự học tiếng Nga à, các bạn có thể là à, và để xem các uh, những cái mẫu câu đơn giản đối với những em đã biết tiếng nga uh, ít nhiều rồi thì các em sẽ xem những mẫu câu đơn giản mà thầy đăng thường thường là ở trong các đề tài khác nhau à, thế và nếu như em nào có ý tưởng muốn thầy làm cho một video về một cái đề tài nào đó thì các em chỉ cần viết xuống bên dưới video là thầy ơi thầy làm cho em một cái đề tài giao tiếp về cái gì cái gì đó nếu mà em muốn nói cảm ơn các em và hẹn lại gặp lại các em ở trong các bài học tới các bạn đang xem video trên kênh Vui học tiếng Nga do Hoàng Video giảng dạy. Chương trình dạy online bộ môn tiếng Nga được thực hiện hàng ngày với nhiều bài học ở các cấp độ khác nhau. Trân trọng xin mời các bạn bấm đăng ký theo dõi kênh để nhận bài thường xuyên. Bấm like và chia sẻ bài. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã ghé thăm kênh. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video tới.